Con xin phép cha chủ tế và cộng đoàn cho con hỏi cộng đoàn đang tham dự thánh lễ hôm nay hai câu. Tôi xin mời các anh chị, những người đã tham dự khóa thăng tiến hôn nhân gia đình số 721. Ai là người đã tham dự khóa học này xin đứng lên. Ít nhiều có dự khóa thì xin đứng lên. Các cha có dự khóa mà không chịu đứng lên. Đó, cha bề trên cũng có tới khai mạc rồi ngài bận quá cho nên là ngài không thể là tham dự trọn vẹn, nhưng chính ngài cái thời gian đầu tiên đã dự khóa, cho nên xin cộng đoàn chúng ta cho một tràng pháo tay. Con cảm ơn quý cha, cảm ơn các anh chị song quyền. Các anh chị ngồi xuống. Câu hỏi thứ hai. Hồi hôm, ai là người hâm mộ bóng đá nước nhà mà xem cái trận đấu quyết tử giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq đứng lên. Kể cả bên ngoài nữa. Xin mời cộng đoàn dưới kia, ai là người đã tham dự cái hay là coi cái trận trận đấu mà rất là lừng danh của Việt Nam, rất là nhiều người kể cả bên ngoài đó. Rồi chúng ta chúc mừng cho Việt Nam, nhất là đội U23 Việt Nam tuyệt vời. Xin cảm ơn. Kính thưa cộng đoàn, cái nội dung hôm nay đó là niềm vui của quê hương Việt Nam, niềm vui của các gia đình. Chiều hôm qua có thể nói được là một buổi chiều nghẹt thở của những người hâm mộ bóng đá nước nhà, một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa anh khổng lồ Iraq và người tí hon bóng đá Việt Nam. Kết quả Việt Nam, một người tí hon của nền bóng đá châu Á và thế giới, đã chiến thắng anh khổng lồ Iraq trên loạt đấu penalty. Có phải không? Làng bóng đá châu Á và thế giới ca tụng đội bóng Việt Nam và nhất là ca ngợi nhà cầm quyền, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoan hô các cầu thủ U23 Việt Nam. Hoan hô vì huấn luyện người Hàn Quốc đã mang lại cái niềm vui cho Việt Nam. Và những cái lời này cũng đã được các lãnh đạo đất nước chúng ta gửi lời chúc mừng. Cả nước hừng hực vui sướng, nhất là người trẻ. Qua cái sự kiện này, nhiều người đặt vấn đề và hôm nay chúng ta cũng thử đặt vấn đề. Quá nhiều bài báo đã viết. Tại sao mới cầm quân chưa đầy 4 tháng, ông đã đưa đội bóng U23 Việt Nam đến chiến thắng? Từ chiến thắng này đến chiến thắng khác. Thưa, đó là cái chiến thuật truyền lửa của sự gắn bó và niềm tin. Đó là kỷ luật và chơi hết mình. Không còn mặc cảm tự ti của bóng đá nước nhà cũng như là của người trẻ Việt Nam chúng ta. Thưa quý cộng đoàn, phải chăng ông Park Hang-seo đã học được bài học của Chúa Giê-xu ngày hôm nay? Chúa Giê-xu đến miền Galilee giảng rằng thời kỳ đã mãn, triều đại Thiên Chúa đã đến, hãy sám hối và tin vào tin mừng.
Ngài nói tiếp, hãy theo tôi sẽ làm cho các anh từ người lưới cá trở thành kẻ lưới người. Truyền lửa này, các ông đã lập tức bỏ chài lưới mà đi theo người. Chúa Giêsu tài tình chưa? Khởi đầu cuộc rao giảng thôi, Ngài đã lôi kéo từ những cái môn đề đầu tiên rồi đến chúng đông đảo. Thưa anh chị em, chúng ta là những người Kitô hữu đã tiếp nhận lửa của niềm tin, lửa của khiêm nhường sám hối như thế nào từ Chúa Giêsu. Xin đừng mặc cảm tự ti. Hãy sống hết mình, hãy chơi hết mình như những lời kêu gọi của những người hâm mộ và của chính huấn luyện viên Park Hang-seo. Và như vậy anh em sẽ chiến thắng. Chúa Giêsu hôm nay cũng kêu mời chúng ta hãy sám hối và tin vào tin mừng. Tôi sẽ làm cho các anh thành những người chinh phục các linh hồn. Và hôm nay giáo hội Chúa Kitô đã lan rộng đến mọi dân tộc, đến mọi nơi. Chính vì vậy mà lời mời gọi của Ngài hôm nay nói với chúng ta, truyền lửa cho chúng ta: đừng sợ sám hối, đừng sợ tin mừng, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối và tin vào tin mừng, anh chị em sẽ gặt hái được thành công, được tình yêu và hạnh phúc. Đó chính là ước nguyện của Giáo hội Việt Nam trong 3 năm 2017, 2018 và 2019, năm hướng về mục vụ gia đình. Giáo hội chúng ta cũng như giáo hội toàn cầu mong muốn mọi gia đình công giáo tốt hơn hay là thăng tiến trong đời sống hôn nhân gia đình theo kế hoạch của Thiên Chúa. Trong chương trình của Thiên Chúa, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không bao giờ được phép phân ly. Chính trong cái chiều hướng này, mà giáo xứ Thái Hà của Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức khóa học thăng tiến hôn nhân gia đình số 721 trong 3 ngày vừa qua. Cái khóa học nhằm giúp nhau, chúng ta giúp nhau để làm cái gì? Để tốt, sống tốt hơn cái mối tương quan của mình với Chúa. Nghĩa là giúp cái thăng tiến đời sống đạo đức của mình hơn. Thứ hai, trong đời sống hôn nhân, đó là sống tốt với người bạn đời của mình hơn, người chồng, người vợ của mình. Và nhất là để có cái sự cảm thông giữa vợ chồng, mang lại cái niềm vui và hạnh phúc. Rồi cái mục đích thứ ba của ngày hôm nay, đó là sống tốt với con cái và tha nhân, là làm gương lành cho con. Thưa anh chị em, để đạt được cái mục đích này, thì cái chương trình đặt trên cái nền tảng của lời Chúa, đó là hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường. Hiền lành và khiêm nhường, cái nền tảng. Anh chị em khóa viên còn nhớ cái nền tảng của chương trình thăng tiến hôn nhân gia đình không? Nền tảng đó là cái gì? Khiêm nhường. Đấy, khiêm nhường là đá tảng đây. Rồi sau đó là nở hoa mấy cánh? 5 cánh. Cánh thứ nhất là gì? Biết lỗi.
nhận lỗi, nói to lên với nhau, biết lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, tha lỗi. Đó, không chỉ nói khiêm nhường suông, mà phải khiêm nhường biết lỗi, nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi và tha lỗi. Đó. Tóm lại trong chương trình, các anh chị không cần nhớ nhiều. Cái huy hiệu mà anh chị mang đó là huy hiệu của tình yêu. Và đã là huy hiệu của tình yêu thì chúng ta thực hiện trong cái đời sống gia đình. Biết, xin lỗi và cảm ơn. Để đạt được cái mục đích mà Thiên Chúa muốn mọi người chúng ta, anh em hãy yêu thương, anh em hãy yêu thương, thương nhau. Cái đạo của chúng ta là đạo của tình yêu, mà cái nơi thể hiện cái yêu thương quan trọng nhất đó chính là gia đình. Cho nên là cái mục đích của đời sống gia đình hay là đời sống của người Kitô hữu của chúng ta, đó là ở mà trong chương trình truyền đạt cho chúng ta, đó là yêu thương, đưa tay lên. Mục đích của chúng ta đó là yêu thương. Thứ hai, gần gũi bằng việc làm. Cảm ơn các anh chị. Chúng ta qua cái thánh lễ hôm nay còn có chút nữa thì cha chủ tế sẽ có nhận cái lời, lặp lại cái lời thề hôn mà trước đây các anh chị đã nói trong cái thánh lễ cử hành hôn phối. Hôm nay các anh chị sẽ lặp lại, quyết tâm để không phải thề hôn một ít mà thề hôn một đời. Đồng thời qua cái thánh lễ này, các anh chị sai đi làm tông đồ song đôi, phục vụ hội thánh qua giáo xứ của mình, hoặc là qua cái hội đoàn của mình, hoặc là cho gia đình khác nữa. Cho nên là qua cái khóa học này và nhất là cái thánh lễ hôm nay là cái sự truyền lửa của các anh chị cho các gia đình khác nữa, để chúng ta cùng nhau sống cái niềm vui và tình yêu. Niềm vui và tình yêu đặt trên cái nền tảng đức tin của chúng ta. Ước gì lời Chúa hôm nay cũng như là những cái biến cố của quê hương dân tộc chúng ta và qua cái khóa học mang lại cho chúng ta cái niềm vui, cái ngọn lửa của cái niềm hy vọng, ngọn lửa của niềm tin và ngọn lửa của niềm vui, hạnh phúc, để từ đó chúng ta trước hết mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người bằng cách nhất là với các anh chị song nguyện chúng ta ra đi, lên đường làm gương không chỉ cho con cái của mình và đến với mọi người, mong ước mọi người sống cái một cái hôn nhân bền vững trong tình thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen.